Xin chào mọi người. Giờ này là tối thứ bảy, không biết có ai nghe Liên livestream không hay là đi chơi hết trơn rồi. Livestream này Liên sẽ nói về đề tài đồng tính có đáng sợ. Và bây giờ Liên xin bắt đầu cái livestream đồng tính có đáng sợ. Phần 1 chúng ta sẽ nói đồng tính thật sự có đáng sợ hay không. Phần 2 chúng ta sẽ nói đồng tính có thật sự đang dần lây lan hay không. Và phần 3 chúng ta sẽ nói cần làm gì, cần nghĩ gì khi có nghi ngờ, lo lắng con mình là đồng tính. Ok, vậy thì đồng tính có thật sự có đáng sợ hay không? Bây giờ mới nói cái gì trong đời này đáng sợ. Quý vị thấy Thượng Đế cho chúng ta cái nỗi sợ. Và rất nhiều người nói là sợ là một suy nghĩ tình cảm tiêu cực. Thật ra, nếu quý vị đọc cái quyển sách tên là Trí tuệ cảm xúc của tác giả Daniel Goleman, thì trong đó nói rất rõ không có tình cảm nào là tiêu cực cả. Tình cảm rất cần thiết cho sự sống còn của con người. Ví dụ như khi mình giận thì nó cho mình một cái năng lượng nhanh và mạnh để mà mình tự vệ, để mà mình chống lại cái nguồn tấn công. Khi mình buồn thì nó cho nó khi thường á mình buồn mình không muốn làm gì hết. Tức là cơ thể mình nó đưa ra dấu hiệu là mình phải cần phải nghỉ ngơi. Thường quý vị có để ý là mình cố gắng hết sức mà mình vẫn không được, cái mình buồn dữ lắm và mình buồn tới mức mà mình không muốn làm gì nữa hết không? Đúng không ạ? Rõ ràng mình không muốn làm gì hết là vì cơ thể mình nó không thể làm được nữa rồi. Cho nên nó đưa ra cái dấu hiệu là mình cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy cho nên cái việc mà mình buồn thật ra rất là cần thiết quý vị. Chạy cái ghế này nó nghiêng. Đợi liên xíu liên được sửa sửa cái ghế cho nó thẳng lại cái. Ok. Điều tiếp theo là khi mà mình vui thì nó cho mình cái năng lượng đều để mà mình tiếp tục làm việc và học hành hàng ngày. Còn khi mình sợ, tức là lúc mà nó cho mình cái dấu hiệu là có cái gì đó nguy hiểm á, thì rõ ràng là tình cảm là cái thứ rất cần thiết, cho nên sự thật sợ hay buồn hay giận nó không phải là tình cảm tiêu cực, nó chỉ là tình cảm. Mà tình cảm là không có tiêu cực hay tích cực. Tình cảm nếu mà mình hiểu nó và mình quan tâm tới nó và mình có trí tuệ cảm xúc thì quý vị sẽ thấy là không có tình cảm nào hại mình cả. Những cái tình cảm mà nó hại mình là vì mình không có trí tuệ cảm xúc, mình không hiểu được cái tình cảm đó, mình không đối diện được với tình cảm đó và mình đã có những cái hiểu biết sai lầm về tình cảm đó. Cho nên những cái biểu hiện mà muốn chống lại tình cảm đó, cái đó mới thật sự là cái hại mình. Muốn trốn chạy tình cảm thì cái đó mới thật sự hại mình. Ví dụ mình buồn và mình muốn trốn chạy cái tình cảm buồn đó, cho nên mình đi hút ma túy hay mình đi uống rượu, thì uống rượu và ma túy nó hại mình chứ không phải cái buồn nó hại mình. Hoặc là ví dụ mình giận cái là mình thấy cái cảm giác giận nó khó chịu quá, cho nên mình phải quýnh ai đó, phải chửi ai đó, thì cái quýnh cái chửi đó sẽ tổn thương người ta và người ta sẽ quýnh lại mình hoặc là mất cái mối quan hệ với người đó. Thì cái quýnh cái chửi đó hại mình chứ thật ra giận nó không hại mình. Thành ra cái việc mà quý vị sợ sợ người đồng tính, cái đó không có gì là xấu cả. Nhưng mà sự thật người đồng tính có đáng sợ hay không? Có phải tất cả đồng tính đều hại chúng ta hay không? Có đồng tính nào giết chúng ta hay không? Có đồng tính nào làm chúng ta lây bệnh hay không mà chúng ta sợ, đúng không ạ? Cho nên rõ ràng là nếu quý vị và trong tiếng Anh nó có một cái từ nó gọi là homophobic. Homosexual á. Homosexual là đồng tính, homophobic tức là mấy người mà họ sợ người đồng tính khủng khiếp lắm. Thì là thật ra cái nỗi sợ người đồng tính đó nó tới từ chuyện gì? Nó tới từ cái chuyện là chúng ta hễ thấy cái gì lạ mà mình không hiểu về nó, mình không biết về nó thì mình thường có xu hướng sợ. Chứ thật ra đồng tính, người đồng tính nam hay đồng tính nữ, họ thường có xu hướng ôn hòa. Cho nên không có cần phải sợ. Thật ra nếu mà quý vị đi tới những cái bar mà của người gay ở bên New York, ở bên những thành phố lớn của Mỹ á, thì thường là bar là người ta hay bắn hay chém hay đánh nhau. Cho nên ở những cái bar ở Mỹ là phải có security, tức là mấy cái ông bảo vệ an ninh bự con lắm, cầm súng rồi phải đeo súng rồi đeo trang bị rất kỹ, tại vì mấy cái bar nó hay quýnh nhau hay đánh nhau hay bắn nhau. Nhưng mà cái bar của người đồng tính thì thường là chuyện bắn chuyện đánh không có xảy ra,
thường là vậy, nói về đa số. Cho nên là quý vị thấy là sự thật là người đồng tính, thống kê trên thế giới nói rằng người đồng tính thật sự là những người rất ôn hòa, cho nên không có việc gì phải sợ. Và đồng tính không phải là bệnh, cho nên nó không có lây lan. Bệnh gì nó lây lan? Bệnh truyền nhiễm nó mới lây lan, chứ không phải tất cả đều bệnh đều lây lan. Mà bệnh truyền nhiễm tức là cái bệnh đó nó gây ra bởi con vi khuẩn hoặc là con siêu vi thì nó mới truyền nhiễm. Đồng tính không phải gây ra bởi siêu vi hay vi khuẩn, cho nên nó không có truyền nhiễm, vì vậy nó không có lây lan. Vậy thì đồng tính có di truyền hay không? Cho tới bây giờ khoa học cũng chưa chứng minh được là đồng tính có di truyền hay không, nhưng mà sự thật mình có thấy, mình có quen, chính bản thân liên quan một vài gia đình, thì trong gia đình đó có vài người đồng tính ở vài thế hệ khác nhau, cho nên thấy có vẻ như là di truyền, nhưng thật ra không 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 chứ chưa có ai dám khẳng định rằng đồng tính là di truyền. Cho nên quý vị thấy là vậy thì người đồng tính ôn hòa, không đánh không bắn, tại sao mình phải sợ? Người đồng tính không phải là bệnh, không di truyền, không lây lan, không truyền nhiễm, tại sao mình phải sợ? Mình sợ chẳng qua là vì con người mình có cái bản năng là cái gì mình không biết thì mình hay sợ. Cũng giống như mình sợ thay đổi, mình sợ những cái mới, mình sợ bóng tối, vì trong bóng tối mình không thấy được, mình biết trong đó có cái gì mình sợ. Hay mình nhảy xuống nước mình sợ, tại vì mình không biết dưới nước nó có gì nên mình sợ. Con người ta hay sợ vì cái gì đó mình không biết rõ. Cho nên nỗi sợ đó nó không không có cơ sở, quý vị, nó không có cơ sở. Và chúng ta cái chuyện mà chúng ta có những nỗi sợ không có cơ sở cũng là chuyện bình thường. Vấn đề chính là khi mà mình sợ một cái cây nó không có cơ sở thì cái cây nó không buồn. Mình sợ cái bàn không có cơ sở cái bàn nó không buồn, cái bàn nó không bị tổn thương. Nhưng mình sợ một người đồng tính thì họ là người, họ có tâm, họ có trái tim, họ có suy nghĩ, họ có đầu óc, họ và mình sợ họ, mình tránh họ, mình không chơi với họ, mình không quan hệ với họ, mình không bán hàng cho họ, mình không thuê mướn họ làm việc, mình không làm bạn với họ, thì mình vô tình làm tổn thương họ, tội nghiệp họ không quý vị. Vậy thì bây giờ mới nói tới chuyện là ủa, nếu cô nói là đồng tính không lây lan, tại sao trước đây tôi thấy ít người đồng tính lắm mà bây giờ thấy càng ngày càng nhiều? Thậm chí có người còn kể với Liên là họ có người bạn hồi trước đây thấy bình thường lắm, nhưng mà từ ngày mà đi chơi với cái đám đồng tính bây giờ thấy nó đồng tính luôn. Không, cái đó Liên có thấy, không riêng gì quý vị đâu, Liên thấy, Liên có thấy rất nhiều người thấy, chứ không phải riêng gì quý vị. Sự thật là vậy. Cái lý do mà bây giờ mình thấy người đồng tính càng ngày càng nhiều là vì trước đây người đồng tính họ không dám tỏ ra cái bề mặt thật của họ, họ không dám sống thật với mình. Họ sợ khi mà sống thật thì bị người ta khinh khi, người ta chê bai, người ta tẩy chay, người ta kỳ thị, cho nên họ không dám bày tỏ. Còn bây giờ thì xã hội có vẻ cởi mở hơn rồi, cái cộng đồng của người đồng tính cũng ủng hộ lẫn nhau rồi, cho nên người ta mới có can đảm sống thật với mình. Thành ra mình thấy nó nhiều, chứ thật ra nó không phải là nhiều, mà là hồi xưa họ giấu, bây giờ họ mở, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là trong kinh thánh, trong kinh Phật, trong kinh Koran, trong kinh Do Thái, trong kinh Hồi giáo đều có nói về đồng tính. Tức là cái chuyện đồng tính là cái chuyện không hề mới, nó đã có trong lịch sử loài người cách đây mấy ngàn năm rồi. Và thống kê nói rằng trong xã hội thì cái tỷ lệ người đồng tính là khoảng từ 3 tới 5% dân số, và cái con số này nó ổn định theo thời gian chứ không phải gần đây nó mới tăng. Và cái điều tiếp theo chúng ta cần phải hiểu nữa là bản chất đồng tính và xu hướng tình dục là hai, và lối sống đồng tính là ba thứ rất khác nhau hả quý vị. Thì quý vị sẽ thấy là đồng tính có cái chữ gay là đồng tính nam, rồi có cái chữ lesbian là đồng tính nữ, có cái chữ transgender tức là những người mà họ đi chuyển giới, rồi có chữ bisexual tức là có những người mà họ yêu cả nam lẫn nữ. Gay là đồng tính nam yêu nam, lesbian là đồng tính nữ yêu nữ, còn bisexual là cái người yêu cả nam lẫn nữ, còn cái người transgender là cái người nữ đi chuyển giới thành, đi mổ chuyển giới thành nam, và người nam đi mổ chuyển giới thành nữ. Còn cái chữ transvestite là không phải đồng tính. Transvestite là những người đàn ông thích mặc đồ đàn bà để mà hưng phấn, chứ họ không phải, họ không liên quan gì tới đồng tính.
nhưng mà thấy có vẻ như giống đồng tính hả? Chúng ta không nên lầm lẫn điều này. À, cái điều tiếp theo chúng ta cần phải hiểu là transgender đó, tức là những người mà như thế nào? Chúng ta cần phải phân biệt gay, lesbian và transgender ở chỗ này. Gay là người đồng tính nam, nhưng họ có nhận thức giới tính mình là nam. Họ tự hào họ là người nam. Họ ăn mặc kiểu nam, họ có lối sống của người nam, nhưng họ yêu người nam. Còn transgender là một người nam, thân thể nam, bộ phận sinh dục nam, nhưng họ cảm thấy họ là nữ. Họ bị nhốt trong cái cơ thể nam, chứ họ cảm thấy họ là nữ. Vì vậy, có rất nhiều người này, có rất nhiều những người nam, thân thể nam, cơ thể bộ phận sinh dục nam, nhưng họ cảm thấy họ là nữ. Cho nên họ yêu một người nam. Cho nên về 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 xu hướng tình dục của họ là không đồng tính đâu hả quý vị, nhưng vì họ có cơ thể nam cho nên quý vị thấy giống như người nam yêu người nam, chứ thật ra họ cảm thấy họ là nữ. À, nghe khó hiểu ha. Thì ngược lại, lesbian là một người nữ có nhận thức giới tính, tôi là người nữ, tôi tự hào tôi là nữ, tôi không có nhu cầu thành nam. Người đó ăn mặc như nữ, cư xử như nữ, tóc tai như nữ, trang điểm như nữ, nhưng họ yêu một người nữ, đó là lesbian. Còn cái người transgender mà nữ, tức là họ có thân thể nữ, bộ phận sinh dục nữ, giọng nói nữ, vòng 1, vòng 2, vòng 3 cũng nữ, nhưng họ cảm thấy họ là nam. Họ cảm thấy họ là một người nam bị nhốt trong cơ thể nữ. Và những người này họ có xu hướng tình dục không có đồng tính, vì họ thấy họ là nam. Mặc dù cơ thể họ là nữ nhưng họ cảm thấy họ là nam cho nên họ yêu nữ. Cái này nó hơi phức tạp đó quý vị. Quý vị sẽ thấy là có cái gọi là nhận thức giới tính, xu hướng tình dục và lối sống đồng tính là ba thứ mà chúng ta dễ lầm lẫn. Thì quý vị sẽ thấy là tại sao mà chúng ta thấy có những cái người mà trước đây bình thường mà bây giờ đi chơi với một cộng đồng đồng tính và trở thành cư xử như người đồng tính, vì nhiều lý do. Thứ nhất là có thể người đó không biết, khi còn nhỏ không có cơ hội để nhận biết giới tính của mình, tới khi tham gia cộng đồng này mới hiểu được giới tính của mình, cho nên mới sống theo. Thứ hai là rất có thể trước đây họ đã biết giới tính của họ rồi nhưng họ không có can đảm họ lộ diện, cho tới khi họ có cái cộng đồng để hỗ trợ họ mới có can đảm lộ diện. Thứ ba là có những người họ vô đây họ cũng không biết mình là như thế nào, cho nên là thấy mấy người này như vậy thì cũng 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 thử và cũng tưởng mình là đồng tính. Nhưng mà thường những người này á, nếu họ không đồng tính thì tới khi mà qua cái giai đoạn này, tới hồi mà trưởng thành hơn thì họ lại trở lại về bản chất của mình. Và trường hợp cuối cùng là những bạn thanh thiếu niên mà gia đình tan vỡ hay là cha mẹ bận rộn không chăm sóc con cái, và nó cảm thấy vô cùng cô đơn, trong trường nó lại bị bạn bè tẩy chay thì nó rất cần một sự hỗ trợ nào đó. Cho nên khi nó gặp một cái cộng đồng đồng tính và cộng đồng này rất tốt với nó, và nó rất sợ mất đi cái sự hỗ trợ này, nó buộc phải chọn con đường hòa đồng và hòa tan để được thu nhập. Và những trường hợp này thì tới hồi mà nó lớn, nó trưởng thành đó, nó vững vàng đó, thì nó lại trở lại với bản chất của nó. Cho nên cái lối sống đồng tính đó thật sự là đôi khi nó chỉ là một sự tạm thời ha. Thành ra là quý vị thấy là có vẻ như những người mà hồi xưa không có biểu hiện đồng tính nhưng mà chơi với một nhóm người đồng tính và bây giờ có biểu hiện, thì đó là những cái lý do mà Liên vừa mới giải thích. Vậy thì có người nói là ô cái đám đồng tính nó chơi với nhau rồi nó lây bệnh sida nhiều lắm. Sự thật chuyện này hồi xưa có thật, bây giờ thì hết rồi hả quý vị. Xin nói là hồi xưa thập niên 80 thì chuyện này nhiều, bây giờ thì hết rồi hả. Là vì hồi xưa thập niên 80 là cái thời kỳ mà nó rộ lên cái chuyện sida, và thứ hai nữa là thời đó là cộng đồng đồng tính chưa được cởi mở, chưa được công nhận như bây giờ, cho nên là họ 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 phải lén lút họ chơi với nhau á, cho nên là cái chuyện đó nó lây qua đường cái bệnh HIV, là nó lây qua đường sinh dục mà, cho nên nó lây nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì cái vấn nạn nó không còn nữa và nó đã hết lâu rồi ha. Thì bây giờ mới thật ra cái chuyện đồng tính là cái chuyện mà
hoàn toàn tự nhiên. Cũng giống như con người ta sinh ra thì cứ 100 bé trẻ em sinh ra đó thì có khoảng 50% là nam và 50% là nữ. Đây là một cái tỷ lệ tự nhiên. Thì trong 100 bé đó nó có khoảng từ 3 tới 5 bé đồng tính. Đây là một cái tỷ lệ rất tự nhiên. Cho nên là đồng tính là một chuyện hoàn toàn bình thường. Nó không phải bệnh cho nên không có chữa được đâu. Đừng cố gắng. Quý vị, cho tới bây giờ khoa học không biết có cách nào để làm một người không đồng tính trở thành đồng tính. Thì điều đó cũng có nghĩa là khoa học không biết làm cách nào để biến một người đồng tính trở thành không đồng tính. Cũng giống như khoa học không thể biến người nữ thành người nam được ha. Có thể mổ để biến cái bộ phận sinh dục nam thành bộ phận sinh dục nữ, nhưng không thể mổ để biến một cái người cảm thấy mình là nam để cảm thấy mình là nữ được, chuyện nó không thể được. Cho nên cái chuyện mà nhận định mình là ai là cái chuyện mà khoa học không không can thiệp được quý vị hả. Một người sinh ra họ tự nhiên nhận định họ là nữ thì cái thân thể họ có thể là nữ cũng có thể là nam, nhưng cái nhận định đó là cái chuyện hoàn toàn tự nhiên. Và điều đó là cái chuyện mà khoa học không can thiệp được quý vị. Có một cái câu chuyện rất là thương tâm của hai vợ chồng người Canada, người da trắng, thì họ là nguồn gốc là Do Thái. Thì thời thập niên 70 á, họ sinh ra một cặp sinh đôi nam. Thì quý vị biết người Do Thái họ có cái phong tục là khi con trai ra đời thì họ hay cắt da quy đầu ngay từ khi mới chào đời. Và cái thời đó thì hình như là mà cái mổ bằng laser nó mới vừa được phát minh. Thì quý vị biết là mổ bằng laser thì nó không có chảy máu và nó nhanh lành. Cho nên lúc đó là cặp vợ chồng này giàu mà, gia đình giàu có cho nên mới áp dụng cái phương pháp mới ngay để cho con trai mình nó được không bị chảy máu rồi nó lâu mà nó mau lành. Nhưng rất tiếc là một trong hai đó là một cặp sinh đôi nam, nhưng mà một nam thì thành công và một nam thì nó bị cháy luôn, cháy tiêu cái củ quý của thằng nhỏ luôn, mà nó mới có 2 ngày tuổi. Thì họ hoảng sợ quá, họ nói chết rồi, con trai mà mất cái này thì làm sao mà sống. Thế là họ đi gặp tất cả các bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên toàn thế giới để hỏi cần phải làm gì. Thì quý vị biết ở thập niên 70 người ta chưa có hiểu rõ như bây giờ. Cho nên họ thời đó đồng tính còn được gọi là một bệnh tâm lý chứ không phải là một bình thường, một cái chuyện bình thường. Cho nên là họ mới khuyên là cái nhận thức giới tính là cái thứ mà do con người dạy, con người do giáo dục chứ không phải là do tự nhiên. Thành ra bây giờ nó mới có 2 ngày tuổi thôi, không sao, cứ dọn dẹp sạch sẽ đi ha. Bây giờ là nó lỡ cháy rồi thì cắt luôn, mổ luôn cho nó thành con gái, là và làm khai sinh là con gái luôn. Thế thì họ nghe theo lời của những nhà tâm lý học nổi tiếng này. Họ mổ, họ làm khai sinh là con gái. Thì đâm ra là bây giờ một cặp trai thì thành ra một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Thì mọi việc vẫn tiến triển cho tới khi nó 3 tuổi. Thì thấy là từ lúc, thật ra không phải 3 tuổi, từ lúc mà nó biết tự chơi đồ chơi á, thì họ bắt đầu là họ mua đồ chơi nam cho một cái bé nam và họ mua đồ chơi nữ cho cái bé mà bị tai nạn để biến thành nữ, để mổ thành nữ. Nhưng mà cái bé nữ đó nó cứ chơi đồ chơi của bé nam không à, nó không chịu chơi đồ chơi nữ. Tới hồi nó đi học thì thấy nó hành xử không khác, tới hồi nó vô lớp 1, lớp 2 thì thấy nó hành xử không khác gì một thằng con trai. Cái họ mới nói là trời đất ơi, sao kỳ vậy ta, bác sĩ nói là nếu mình dạy nó là nữ thì nó sẽ hành xử theo nữ mà sao nó cứ hành xử theo nam. Thì họ cũng hơi lo lắng rồi họ mới dẫn nó đi tới bác sĩ tâm lý. Thì bác sĩ tâm lý cũng nói là không, không 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 có sao đâu, cái chuyện con gái thích chơi đồ chơi con trai là cái chuyện đó là tomboy bình thường thôi, yên tâm. Nhưng tới hồi nó 13 tuổi quý vị, tức là thập niên 80, nó yêu một cô gái. Cái bé gái và cái bé gái bất đắc dĩ này nó yêu một bé gái. Thì quý vị biết là thời thập niên 80 họ vẫn còn tin rằng đồng tính là bệnh tâm lý. Thì hai vợ chồng này mới hoảng lên, nó chết rồi, nó là con trai, nó đâu phải con gái đâu. Cho nên nó là con trai, nó yêu con gái là bình thường.
tại vì mình mổ mình cho nó thành con gái cho nên nó yêu con gái, đâm ra nó thành bệnh, đầm bệnh là bị bệnh chứ thật ra nó đâu có bệnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nó có bệnh hay không, nó có biến thành con gái được hay không, hay nó vẫn là con trai, hay là cái hồn nó là con gái mà cái thân, hồn nó là con trai mà cái thân nó là con gái, tức là bắt đầu đi bây giờ bắt đầu cái chuyện tâm linh nó nhảy vào. Thế là họ lại mang nó đi khắp tất cả các nhà nghiên cứu tâm lý trên toàn thế giới. Thì quý vị biết là thập niên 80 là người ta bắt đầu cởi mở hơn và bắt đầu nghiên cứu nhiều về cái chuyện đồng tính. Thì có những nhà nghiên cứu tâm lý nổi tiếng nhất của Harvard hay của John Hopkins, họ bắt đầu đi đầu trong cái phong trào binh vực cho người đồng tính, và họ họ bắt đầu có những cái chứng minh là người đồng tính là bình thường, cho nên họ mới khuyên cặp vợ chồng này là bây giờ phải trở lại cái sự bình thường cho đứa trẻ này, tại vì họ bây giờ khoa học đã hiểu được rằng nhận thức giới tính là cái thứ mà nó không tới từ giáo dục mà nó là một cái sự tự nhiên mà khoa học không can thiệp được. Bây giờ làm sao? Cắt dẹp sạch sẽ hết rồi, đâu có làm gì được. Cho nên là hai vợ chồng này chưa biết phải tính sao, cứ ngần 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 ngừ, chưa dám nói thật cho cái đứa trẻ này biết. Thì chưa kịp nói thật, nhận được tin là cái đứa trẻ, cái bé gái bất đắc dĩ này nó tự tử vì nó biết ra nó là đồng tính, và thời đó đồng tính là bệnh, bệnh tâm lý, bệnh tâm thần. Rất may là họ cứu kịp cho nên nó không chết. Họ đành phải nói thật cho nó biết câu chuyện hồi nó đẻ ra là như vậy, để cho nó hiểu được sự thật mà nó không có tìm cách tự tử nữa. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì bắt đầu có những cái nghiên cứu đầu tiên thành công về việc mổ chuyển giới. Và thời đó thì nổi tiếng nhất là ở Brazil, hình như bây giờ nổi tiếng nhất là ở Thái Lan. Thế là ngay lập tức hai vợ chồng này, người Do Thái rất là giàu có, cho con gái bất đắc kỷ của mình đi qua bên Brazil để xây lại cái bộ của quý mà đã từng bị cháy hồi khi mới sinh ra đời. Thế là họ xây lại, và về khi mà về lại Canada thì thằng bé này nó trở lại thành bé rồi. Con bé gái bất đắc dĩ kia bây giờ trở lại thành thằng bé, và nó lại yêu, tiếp tục yêu con bé kia, và hai đứa nó yêu nhau tha thiết, thắm thiết lắm. Thì khi ra khỏi trường cấp 3 thì là nó cưới nhau. Nó cưới nhau, nhưng mà đương nhiên là những gì thằng này có là đồ giả chứ không phải đồ thiệt, mổ cho mổ làm lại thôi, cho nên là cũng không có được cái hạnh phúc hôn nhân đó, nó cũng không được hoàn hảo. Bỗng dưng có một ngày cái cô vợ của anh chàng này chạy khắp nơi và chạy về nhà cha mẹ chồng, nói mẹ ơi con tìm mà vợ hoài không ra chồng con, không biết vợ anh đi đâu. Thế là tất cả mọi người mới báo với cảnh sát, chạy đi kiếm thì mới tìm được cái xác của anh này trên bìa rừng. Một tay đang cầm khẩu súng, và anh đó đã, khẩu súng đó đã bắn xuyên qua màng tang của ảnh và anh đã chết lâu rồi. Còn tay kia ảnh cầm một miếng mảnh giấy, trên mảnh giấy đó có ghi là một cái câu rất ngắn gọn là: con không thể làm cho vợ con hạnh phúc được, mẹ ơi tại sao lại là như vậy. Thì cái hai và hai người mẹ và cô vợ, hai cha mẹ và cô vợ đang bàng hoàng chưa biết nghĩ sao thì nghe cái tiếng súng vang lên cái đùng. Tức là cái anh cái người anh đồng tính của anh chàng này rút cây súng từ tay của anh chàng, cái xác của cái anh chàng này, và tự tự sát ngay kế bên. Thế là hai vợ chồng người Do Thái, người Canada gốc Do Thái này, một cặp sinh đôi, bây giờ chết bằng, tự sát bằng cùng một cây súng và cái xác nằm kế nhau. Quý vị thấy câu chuyện rất là thương tâm đúng không ạ? Chẳng qua là vì họ không hiểu được đồng tính là cái chuyện tự nhiên mà khoa học không thể can thiệp được. Vậy thì nếu quý vị nghĩ là quý vị giỏi hơn khoa học,
Nếu quý vị nghĩ là một có ông thầy Pháp nào đó giỏi hơn khoa học và có thể thay đổi được cái chuyện này, biến con quý vị từ đồng tính thành không đồng tính, hãy thử. Và nếu thất bại thì kết quả sẽ là như vậy đó. Quý vị có dám thử không? Và có gì bảo đảm quý vị sẽ thành công không? Đúng mà. Và sự thật thì người đồng tính có rất nhiều người họ vẫn thành công, vẫn hạnh phúc. Cái người đồng tính họ chỉ không hạnh phúc vì cái sự từ chối của xã hội. Không, sự từ chối của xã hội không ảnh hưởng họ nhiều đâu. Cái làm cho người đồng tính đau khổ là sự từ chối của người thân của họ, quý vị. Quý vị đồng ý không? Nếu như cả thế giới này ca tụng mình mà gia đình mình chê bai mình, hoặc ngược lại chỉ có gia đình mình ca tụng mình mà cả thế giới chê bai, thì cái nào dễ chịu hơn, cái nào đau khổ hơn, quý vị đồng ý không? Cho nên nếu quý vị yêu thương con mình, và nếu con quý vị, Liên không có muốn dùng cái từ là chẳng may con quý vị đồng tính. Đồng tính chẳng có gì là chẳng may cả, đồng tính là bình thường. Nếu chẳng may quý vị không thể chấp nhận được điều này, còn con quý vị đồng tính thì không có gì là chẳng may cả. Nếu chẳng may quý vị không chấp nhận được sự bình thường này, thì chính quý vị làm cho quý vị đau khổ và quý vị làm cho con mình đau khổ. Không có cách nào thay đổi được. Tại sao chúng ta không buồn vì chúng ta không thể đi bộ lên mặt trăng được? Chúng ta không buồn vì chúng ta không thể bay được, mà chúng ta lại buồn vì chúng ta không thể thay đổi cái sự thật đồng tính là đồng tính. Quý vị có đồng ý không ạ? Liền có một người quen, chị này có hai người con, một trai một gái. Con gái thì lesbian, con trai thì gay. Và chị ở Sài Gòn, trời, chị mỗi lần chị nhắc tới hai đứa con là nước mắt ngắn nước mắt dài, thấy thương ghê quý vị. Cái khổ của chúng ta là không có đủ thông tin để chấp nhận một sự thật mà nó hoàn toàn bình thường. Hãy chấp nhận sự thật này quý vị. Ông thị trưởng của thành phố San Francisco là một trong những thành phố lớn nhất, giàu có nhất thế giới. Sự thật, San Francisco là thành phố thứ hai được nhiều người thăm viếng nhất sau Paris. Quý vị biết trên thế giới này có rất nhiều thành phố lớn, nhưng mà cái số lượng người thăm Paris là đông nhất và San Francisco là đứng thứ nhì. Vậy thì thị trưởng San Francisco là một người danh giá biết chừng nào, đúng không ạ? Ông ta là người đồng tính, có sao đâu. Rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Ca sĩ Elton John rất nổi tiếng của Anh Quốc, ông cũng đồng tính, có sao đâu. Và Linh đã từng quen biết với một cái bà là phó tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn năm 2009. Bà là đồng tính. Và có rất nhiều cặp đồng tính, họ rất hạnh phúc với nhau và họ chung thủy với nhau lâu bền. Và họ nuôi con nuôi, thậm chí Liên có một người quen. Chị này với anh này yêu nhau từ nhỏ, từ hồi trung học, nhà hết đại học luôn. Thì sau khi hết đại học thì anh này mới biết ảnh là đồng tính. Thế là họ chia tay đương nhiên. Chia tay. Thì sau này chị này vẫn có chồng khác, có con vui hòa bình thường, vui vẻ. Còn anh này thì đương nhiên là có bồ, là một người thanh niên khác. Nhưng mà anh này muốn có con, thành ra là mới nhờ em ruột của ảnh có bầu chung với lại bồ của ảnh rồi đẻ ra đứa con. Thì ảnh đóng vai trò mẹ và bồ của ảnh đóng vai trò cha, và đứa nhỏ nó rất hạnh phúc, hoàn toàn bình thường. Tức là cái đứa con này nó có di truyền của anh này, tại vì là nó có trứng của em ruột anh này mà, và nó có di truyền của người chồng của anh này. Thì đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc, và đứa trẻ nó lớn lên rất bình thường. Cho nên không có lý do gì mà quý vị phải nói là đồng tính thì là không có con được. Và bây giờ người ta có thể thụ tinh trong ống nghiệm mà, người ta có thể nuôi một đứa trẻ lớn lên từ trong ống nghiệm được mà, và người ta cũng có dịch vụ đẻ giùm, nó gọi là surrogate mother, tức là cái người đó họ mang thai giùm. Cái cách làm là người ta có thể lấy một cái tinh trùng và một cái trứng của ai đó, thụ tinh trong ống nghiệm, rồi mới bỏ vào trong tử cung của một cái người mà đồng ý mang thai giùm. Rồi khi đẻ ra thì trả đứa con lại như bình thường. Và đương nhiên cái chuyện này nó cũng là cái chuyện đầy tranh cãi. Có những người mẹ
đã ký hợp đồng nhận tiền để mang thai giùm, nhưng tới hồi mà mang thai 9 tháng xong thấy thương đứa nhỏ quá không trả được thì bắt đầu là ra tòa tranh cãi. Chuyện đó cũng có nhưng không có nhiều. Nhưng cũng có những trường hợp những người mẹ mang thai giùm nhận tiền để mang thai giùm, tới hồi đứa con ra thương nó quá không nhận tiền, nói tặng luôn cái tiền công đó cho đứa nhỏ luôn và trả đứa nhỏ về cho bố mẹ nó. Có những câu chuyện quanh cái chuyện mang thai giùm này nó cũng phức tạp như bất cứ chuyện gì trên đời, và chứ không phải chỉ có chuyện mang thai giùm này mới bất phức tạp đâu, đúng không quý vị? Và thậm chí bây giờ người ta có thể làm được một cái tử cung nhân tạo bằng bao ni lông rồi cho con cừu, tức là họ để một con cừu một cái phôi thai nhân tạo đã được thụ tinh trong ống nghiệm vào trong một cái bao ni lông, và họ làm cái dung dịch nhân tạo, rồi họ cũng làm cái nhau thai nhân tạo, rồi họ bắt đầu nuôi cái con cừu này ở trong cái bao ni lông đó cho tới ngày mà nó đủ ngày đủ tháng và nó sinh, và khi nó đủ ngày đủ tháng thì họ 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 cắt cái bao ni lông và con cừu ra hoàn toàn bình thường. Cho nên cái chuyện mà nói là người đồng tính không thể có con nối dõi là cái chuyện không đúng, được vẫn được như thường, và sự thật là nối dõi để làm cái gì? Cái lý do hồi xưa khi mà chúng ta chưa văn minh chúng ta coi trọng cái con nối dõi là vì sao? Là vì thời đó nó không có khoa học, không có bệnh viện, không có cảnh sát, không có nhà tù, không có tòa án, không có xe cứu thương, không có phương tiện truyền thông để mà cứu giúp lẫn nhau ngay lập tức như bây giờ. Cho nên là người ta phải dựa vô một cái gì đó để mà sống còn. Và cái mối dây liên hệ tình cảm, gia đình, huyết thống nó là một cái mối dây liên hệ không thể phá vỡ được. Cho nên á, người ta mới tạo ra những cái chuyện là huyết thống nó quan trọng. Thật ra khi mà xã hội văn minh chúng ta thấy thấy huyết thống nó cũng không có bảo đảm là hai người cùng huyết thống sẽ cư xử tốt với nhau, trong khi chúng ta gặp rất nhiều người là không hề có huyết thống, chẳng hề quen biết mà họ cư xử tốt với nhau. Cho nên cuối cùng rồi cái giúp cho mình được sống hạnh phúc là cái cách cư xử giữa người với người, chứ không phải là cái chuyện mình có huyết thống với nhau hay không. Thành ra quý vị lo lắng tới cái chuyện nối dõi tông đường, đó là quan điểm truyền thống, và Liên cũng không có ngồi đây để chống lại cái quan điểm của quý vị. Liên chỉ mong là quý vị không vô tình vì cái quan điểm đó mà làm cho con quý vị vô tình làm cho con quý vị trở thành bất hạnh. Trong khi đó, nếu như quý vị không kỳ thị chuyện đồng tính thì con quý vị sẽ hoàn toàn hạnh phúc và bình thường, đúng không ạ? Thì cái phần đồng tính này được trình bày trong lớp cha mẹ đồng hành. Ngày xưa quý vị phải bỏ, tức là năm 2011 quý vị phải trả 5 triệu trong một ngày học thì mới có cái thông tin này. Còn bây giờ cái khóa học cha mẹ đồng hành, rồi Liên sẽ mở ra với cái giá rất thấp, mà bây giờ Liên chưa biết là bao nhiêu, chắc khoảng vài trăm nghìn thôi. Và thậm chí quý vị có thể lên YouTube quý vị coi hoàn toàn miễn phí. Còn lại quý vị muốn coi cái lớp này ở trên điện thoại cho dễ thì quý vị có thể lên tải cái app Kỷ luật không nước mắt của Liên. Cái app nó tên Kỷ luật không nước mắt, có dấu đàng hoàng. Thì trên đó có lớp cha mẹ đồng hành. Quý vị có thể coi trên app dễ hơn, tiện hơn. Trong lớp cha mẹ đồng hành còn có cái phần tâm lý tuổi teen và cách giao tiếp với teen. Thì cảm ơn quý vị theo dõi. Bye bye.